Anh Thương mới sắm một bộ đồ bắt ong mới nha các bạn ơi. Bộ này hàng cũng cao cấp ạ. Da. Có trâu, nó có trâu quạt luôn ha, quạt mình mua sao? Đồ. Ấy. Đây nó có ống gì nữa nè. Ống chặn nó hai lớp lưới, cái này nó chặn cho cách ra ông phân. Cho nó phình cái lưới ra phải không? Cho mình có đụng vô vậy nè là con ong nó không chích được. Cái này là để dành sợ che che đáy rồi phải không? Đáy không? Đụng vô cái ông tài. Kiếm trong vòng đáy. Lý quá. Bộ này nhiêu thôi? Đây giảm giá 79 ngàn. Bình thường 1.3 triệu. Bộ này thông thường 1.3 triệu còn giảm giá còn 900 các bạn. Đây quạt. Quạt này quạt 5V xài pin 0.4A. Phía sau thoáng nè. Quá tài ha. Chỗ úp đùi với đầu gối. Bên bắp đùi với đầu gối là có chỗ thoát hơi đó nha các bạn. Ủng này dày. Ủng này dày, ủng em nhiều. Cứ ngắt luôn. Ủng leo núi. Rồi. Cứng cáp. Cái này cứng đi nó thoải mái, còn cái kia nó bị mềm quá trời mềm đi nó. Ọp ẹp đó. Cái này đánh nó không vô đâu, cái này nhắm cào đi. hai bên ngực hai cái, trên đầu một cái. Quá VIP luôn các bạn ơi. Ở đây thì có miếng dán nè. Ở trong cũng dây kéo ngoài miếng dán. Em còn xài kiểu phòng quá y mà sức cái tàu ra ngoài cũng được. Thổi nóng không? Quá im luôn các bạn ơi. Cái này luôn này nó không làm luôn dính vô phía sau đâu ha. Cái mặt động vô cái này nằm phía sau lưng mình. Sợ hết pin. Hết pin này. Chả hư kỳ ta. Xui gì. Nãy bắt con quay cái rồi nó hư luôn. Rồi. Chả kêu phòng hư luôn rồi. Cái này cái chỗ nối lại chứ đâu phải công tắc hả? Nói hay cái. Rồi ok vậy quá im, mày còn bỏ sạc vô đây. Rồi. Quá im luôn. Anh này cũng đứng dưới chứ trèo trần thân. Em mềm à. Cũng được ha. Leo chắc cũng được mà. Mềm. Ok quá ngon luôn. Dưới lột dài ra. Ở leo lột dài ra. Rồi. Ok. Quạt này xuất xứ Trung Quốc. Thôi, mặc anh mặc luôn đi chứ. Cái anh mặc với em. Mềm nữa. Mọi người xui vô tự kéo kích tự rồi dễ. Này rít nhìn chắc chắn nó bự. Thổi thọt tay này vô. Thọt tay này trước nè. Nó có con rít mấy trong.
Rít ở trong rồi dán cái đó nè. Nhìn trước à. Ừ. Phòng ra đồ ngon quá ngon. Khỏi mắc đội nó bảo hiểm. Nên mình tự kéo con rít được luôn à. Kéo xuống. Ở phía trong mình tự kéo. Dễ rồi. Rồi, tay ra. Tay ra. Quá ngon luôn ha. Này mà không có quạt cũng được thấy mẹ. Quá im. Này nhìn giống phi hành gia hơn cái kia. Đội cái mỏ ra nè. Vậy nữa ống đâu đâm được. Này là chống ông đái luôn. Reo lấy sợi dây buộc ngay đây dễ. Ngon lành. Rồi. Cạn lưỡi gót nữa. Ok quá ngon. Rồi. Quá ok rồi. Quá ngon lành. Hai quả. Sao Linh 5 lỗ thoát hơi lần rồi. Thôi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nữa các bạn. Mình kết thúc video tại đây. Bye bye.